Trong năm 2015, thì thể loại sách tô màu dành cho người lớn đã trở thành một hiện tượng và lan rộng trên khắp thế giới. Không khó để chúng ta bắt gặp một ai đó ngồi cần mẫn bên quyển sách tô màu và thả những đường chì trên một bức tranh được thiết kế cầu kỳ và rất lôi cuốn. Ngay tại Việt Nam, thì nhiều nhà xuất bản cũng đã phát hành hàng loạt ấn bản sách tô màu dành cho người lớn và đạt được thành công không hề nhỏ. Tuy nhiên, nếu như quý vị đang sở hữu một thiết bị iOS, đặc biệt là một chiếc iPod, thì chúng ta sẽ có thêm một cách nữa để thỏa sức tô màu, thậm chí là không hề mất chi phí để mua sách đó chính là thông qua ứng dụng tô màu được mang tên Pigment. Phần thủ thuật ngay sau đây sẽ hướng dẫn quý vị cách tiếp cận với ứng dụng này. Thưa quý vị, nếu mà nói một chút về sách tô màu dành cho người lớn, thì dòng sách tô màu này được khởi đầu bởi họa sĩ Johanna Pasfor với quyển đầu tay là khu vườn bí mật, được phát hành bởi nhà xuất bản Lawrence King của Anh. Và cho đến nay thì cuốn sách đã đạt được hàng triệu bản bán ra trên toàn thế giới và cũng có mặt tại Việt Nam. Sau đó thì họa sĩ Joanna Pasfor đã tiếp tục sáng tác ra hai cuốn tiếp theo nữa là khu vườn bị phù phép và đại dương biến mất và cả hai cũng mang đến thành công không hề nhỏ. Và cho đến khi năm 2015 khép lại thì đã có nhiều đồ sách tô màu dành cho người lớn khác nhau do nhiều tác giả sáng tác đã được xuất bản. Bên cạnh đó thì trong khi các đồ sách tô màu bản giấy vẫn đang được bán ra thì chúng ta cũng đã có một kho sách tô màu điện tử dành cho người lớn tại ứng dụng miễn phí có tên là Pigment. Chính vì thế mà chương trình hôm nay sẽ điểm qua những thao tác cơ bản để quý vị tiếp cận với ứng dụng này. Đầu tiên để tải ứng dụng này thì chúng ta hãy vào App Store và gõ từ khóa là Pigment để tìm kiếm. Trong kết quả trả về, quý vị sẽ thấy ứng dụng có logo hình chiếc lá được tô mà màu sắc chuyển từ xanh đến đỏ như thế này. Tải về nha! Sau khi ứng dụng được cài đặt xong thì chúng ta hãy làm quen với ứng dụng này. Ứng dụng sẽ có hai phần cơ bản là phần library chứa khoảng 20 đầu sách tô màu. Mỗi đầu sách chứa hàng chục bản vẽ, tương tự như phiên bản giấy để chúng ta lựa chọn. Và nhà phát hành ứng dụng đã cho biết các đầu sách này sẽ được thường xuyên cập nhật nên chắc chắn rằng quý vị sẽ có một kho bản vẽ phong phú để giải trí mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Phần thứ hai là phần My Work. Như quý vị thấy ở trên thanh bar bên dưới thế này, đây chính là một nơi chứa các bản vẽ của chúng ta. Khi mới thể về thì phần này sẽ có 3 bản vẽ còn gian dở để chúng ta tô làm quen. Và bây giờ để tô một bản vẽ mới quý vị chọn qua library, chọn một đầu sách mình thích. Ví dụ tôi sẽ chọn quyển mới nhất là Winter Volume 2 trong quyển này nếu mà chúng ta muốn lấy bản vẽ nào để tô thì quý vị hãy nhấn hai lần vào bản vẽ để ứng dụng tải về phần My Work. Ví dụ như tôi chọn là hình số 2016 chẳng hạn. Và đây sẽ là giao diện tô màu. Quý vị hãy nhìn phía bên dưới có một thanh để chọn màu với dấu ngoặc hai đầu để lướt qua các màu. Và ở góc trái bên dưới cũng có một biểu tượng với phần chấm tròn. Nhấn vào đây để chúng ta có thể chọn màu nhanh hơn. Nếu muốn dùng màu nào tô thì chúng ta chỉ cần chạm vào màu đó quý vị nhé. Tuy nhiên khi bước trước khi tô thì chúng ta cần chọn dạng bút tô Tại biểu tượng hình đầu bút thì quý vị hãy nhấn vào để chọn dạng đầu bút. Ngay bên dưới ở cạnh phải sẽ có hai thanh điều chỉnh. Thanh bên trên có tên là Opacity. Quý vị kéo tỷ lệ phần trăm của Opacity càng cao thì màu tô ra sẽ càng đậm và ngược lại. Thanh điều chỉnh bên dưới là phần Size. Tỷ lệ thanh này càng cao thì đầu bút càng to quý vị nha. Có một điều lưu ý rất quan trọng là Pigment sẽ hỗ trợ tô bằng ngón tay lẫn bút cảm ứng. Kể cả Apple Pencil mới nhất lẫn các dòng bút cảm ứng của các hãng khác có thể nói việc tô bằng bút sẽ đẹp hơn nhưng quý vị vẫn có thể hoàn toàn thao tác bằng tay đơn giản mà thôi. Để dễ tô thì dùng hai ngón tay để di chuyển bản vẽ và phóng to thu nhỏ bản vẽ thế này. Nếu để có một bản vẽ hoàn chỉnh thì quý vị có thể nhấn vào phần nút màu xanh lá cây ở góc trên bên phải để chúng ta chia sẻ hoặc lưu lại. Phía mình có sẵn các tùy chọn như là Facebook hay là Twitter hay là Instagram để quý vị có thể chia sẻ trực tiếp. Và ngoài ra nhấn vào logo 3 chấm để chúng ta có thêm những tùy chọn như là lưu lại, chúng ta gửi mail hay là in ấn. Thưa quý vị, đối với nhiều người thì dòng sách tô màu dành cho người lớn không chỉ là giải pháp giết thời gian hữu hiệu mà còn là liệu pháp để chúng ta thư giãn hay là luyện tập khả năng tập trung và sáng tạo. Vì vậy hy vọng rằng thủ thuật ngày hôm nay cũng sẽ mang lại nhiều điều hữu ích cho quý vị. Còn bây giờ thì như thường lệ mọi kiến đóng góp hãy tiếp tục gửi cho chúng tôi theo địa chỉ cứ số công nghệ .fbnc@gmail.com.